Việt Nam Malaysia 2-0 chiến công trọn vẹn cho chủ nhà. Thưa quý vị và các bạn, Công Phượng và Anh Đức là tác giả hai bàn thắng mang về chọn 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam ở trận ra quân đã giành chiến thắng 3-0 trước Lào, một tỷ số nhẹ nhàng vừa đảm bảo về điểm số, vừa không để lộ quá nhiều các ý đồ chiến thuật mà huấn luyện viên Park Hang-seo chủ trương dành cho trận đấu đặc biệt quan trọng với Malaysia tối 16 tháng 11. Trong khi đó, tuyển Malaysia đã chật vật giành chiến thắng trước hai đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều là Campuchia và Lào, dù trong thực tế, giới chuyên môn vẫn không thể không nhắc đến một cách thật thận trọng toàn tính thật sự của người Mã. Bintala đóng vai trò cứu tinh ở trận gặp Lào, nhưng sát thủ số 1 trong tay huấn luyện viên Tam Chen Huer thực chất lại là tiền đạo nhập tịch Suzime và những chân chạy biên khéo léo như Rashid, Siami, Safan. Mặc dù vậy, Malaysia sẽ chẳng tung tất cả những gì mình có trước Việt Nam, đặc biệt khi họ thi đấu trên sân khách trong một lượt trận ở vòng đấu bảng. Tương tự, Việt Nam cũng sẽ chẳng cần đến những bài tẩy để có áp đặt thế trận, khi về cơ bản đội chủ nhà có phần mình hơn đối thủ. Tại cuộc họp báo trước người trận đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Malaysia nhận định Việt Nam là ứng viên vô địch nặng ký, nên chỉ hy vọng các cầu thủ Malaysia sẽ chơi tốt như hai trận trước. Tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà nên nếu giành được một điểm ở đây, chúng tôi cũng đã rất hài lòng. Malaysia đã có 6 điểm, có quyền được tính toán đường dài. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo lại cho rằng Malaysia không ra sân chỉ để kiếm một trận hòa. Là huấn luyện viên ai cũng muốn giành chiến thắng, các học trò của tôi có lợi thế được nghỉ ngơi 7 ngày, trong khi Malaysia phải đá 3 trận liên tiếp trong vòng 8 ngày, kể cả trận gặp Việt Nam. Chúng tôi phải cố gắng tận dụng lợi thế đó, cộng với sức mạnh tinh thần từ các cổ động viên nhà, cả đội sẽ phải nỗ lực và tập trung tối đa mới hy vọng giành được 3 điểm. Trước trận đấu, không khí quanh sân Mỹ Đình nóng lên hơn bao giờ hết với dàn cổ động viên cuồng nhiệt của nước chủ nhà. Trên khán đài rất đông khán giả. Vào 19:30, phút thứ 11, Công Phượng ghi bàn mở tỷ số 1-0 bằng cú vẩy má ngoài sau đường truyền của Anh Đức. Kết thúc hiệp 1, Việt Nam tạm dẫn với tỷ số 1-0. Phút thứ 60, tuyển Việt Nam phản công nhanh, Văn Đức truyền thuận lợi để Anh Đức thoát xuống, sút chéo, góc, hạ, thủ thành, xoay. Hết giờ, tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0, cùng chia sẻ vị trí nhất bảng A với Myanmar sau 2 lượt đấu với 6 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.